Quên cái nồi dẻ nhắc anh luôn, nồi nhắc mà. Ôi trời ơi trời. Hết luôn rồi. Vét chén luôn rồi. Trời ơi ngon quá ngon. Mình mến chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình với anh Năm tiếp tục lên đồng khô bắt ếch nha cả nhà. Đây bữa nay mình đi đồng đồng Long Đức gần nhà máy nhiệt điện. Rồi anh Năm. Rồi hai anh em đi kiếm ếch đi cả nhà. mình với Năm đi chiến hết cái mùa ếch khô để coi nó sao nha. Động giờ nó khô cháy luôn. Ủa mới qua cầu thấy hang cái gì trở lại vậy? Có dấu không? Không có dấu vô à. Rồi mình với Năm đi kiếm hang nha cả nhà ơi. Rồi khi nào có mình quay tiếp tục nha. Hai anh em này mạnh ai nó đi kiếm rồi, khi có mình gom lại mình cũng đi kiếm. Rồi thôi đi thôi. Nó kêu cái một xác định ở dưới cái mương này nè, ở dưới mương này nè, mấy chỗ nào nè. Tôi nghe nó kêu dọc theo cái mương này nè mà không biết chỗ nào, nó kêu cái một. Nghe nó kêu ọt ọt vô xích đằng này chút mà không, mình nghe không rõ. Nó kêu không rõ này nè chứ. Nó kêu không rõ, không biết nữa hằng nào. Nắng đó. Chút kêu rõ. Còn kêu nhẹ quá, kêu nhỏ quá. Nắng chút kêu rõ hả? Giờ kêu à. Đây, đây hăng nè, không rồi. Không phải. Rồi, kiếm gặp con ếch nó vô hang này cả nhà ơi. Vô hang này hả? Ừ, láng hả? Giờ mình kêu mình kiếm dưới mương không gặp, nó nằm trên bờ. Này mới hi hủ à. Mở hàng cái coi. Hang cũng cạn đâu sâu hả? Hết giờ nó ở không ngờ nữa ha. Không biết đường. Vinh. Rồi. Qua. Mới đụng nó quặp đó mà. Ừ. Thì nó ở trong hang quá móc lắm á, chứ phải dễ móc rồi.
dễ móc ai cũng móc được ha. Gió quá vậy ta, chưa chưa chút gió còn dữ nữa. Rồi lên luôn. Ú lụm. Quá đã. Măng kêu, măng kêu. Có măng kêu, nó kêu rồi. Rồi rồi. Măng kêu nè. Măng kêu đang thui rồi, lụm lụm ơi. Rồi mở hàng con đầu tiên. Quá sướng. Cái kêu nó kêu nhỏ quá. Khó bắt quá, kêu nhỏ nhỏ quá khó bắt, không xác định được. Kiếm cũng chằng phăng, dễ dễ kêu, nó kêu lớn chút mình dễ kiếm ha nè. Ừ. Con này nó kêu. Nó kêu thì bắt mấy hồi. Ở đây sao có mấy con bò quậy sao nó không kêu không? Rồi. Rồi kêu đi. À, nghe chú gãy lên đó, không biết nằm chỗ nào đó. Phải. Chỗ đó đó. Sợ nằm trên bụi chuối á. Ngay đó đó. Ờ. Trời ơi, kiếm nát nước cho bụi chuối cho cả nhà ơi. Đây sao? Ừ. Ở đây hả? Ở đây nè, nè. Cái mỏ nó đó. Ừ. Ừ. Kiếm nát nước cho một chuối trời. Quần cái nát. Rồi lắm. Cho là thở lấy. Dài đó đi. Cái gì? Dài cái đi. Nghe kêu gó gàng mà đứng ở đây nghe kêu ngang bên đây. Đúng rồi. Chín. Hả? Kiếm nát nước hết trơn. Ông tôi cũng nghe nó ở đâu đó. Tôi đứng bên kia tôi nghe trong bụi chuối không à. Bụi này nè là mới dính nè. Trời ơi. Rõ ràng phải không? Khoan để rửa rồi cho cả nhà coi. Trời ơi, chúng tôi kiếm chưa? Bình địa. Nè.
nè, có mang phiêu nè. Rồi ha. Nè. Rõ ràng phải không? Đây nè, chịch đó đây nè, đứng bên kia mà nghe đây cái voi này nè. Kéo gì nó kêu đây vậy ông, tưởng đó đó. Ờ bỏ vậy, để đâu kêu cho bụi chuối không à. Rồi. Trời ơi, cho nó về đội luôn. Mới có hai con. Được hai con cả nhà ơi. Kiếm thêm con cho đủ nồi cháo rồi. Bữa nay nấu cháo ăn à. Bữa nay húp cháo thiệt rồi. Cháo luôn. Kiếm nát nước cho bụi chuối chứ. Bây giờ nó ở mấy kinh. Bây giờ không biết sao tôi biết không? Sao? Tôi thấy cái cục đất nè, đâu rồi? Nè nè nè, tôi đào ra nè, tôi thấy nè, tôi thấy cục đất rồi, tôi nói rồi sắp đi ở đây rồi. Kiếm nát nước cho bụi chuối đào tùm lum hết trơn. Rồi. Tiếp tục nha cả nhà ơi. Chỗ cái thang đó. Tôi nghe chính xác chỗ cái thang đó đó. Có cái thang đó, con rồi đó, còn con nữa mà không biết bên đây bên kia gì, nó kêu hai con, nó kêu đâu mà. Kêu rõ ràng. Nghe, kêu rõ lắm hả? À, coi coi cái con này ở đâu. Tôi nghe, nó đâu, đâu đây còn con nữa. Tôi nghe con đó à. Còn con nữa, còn nhiều tạp tôi mà. Thì anh em nghe, tôi đâu có nghe đâu. Nghe bạn đây bạn kia. Nghe mà không biết nó đang dậu. Thì nó ở chỗ bên cái bụi cỏ bên đó mà con đó. Ở bên đó con đó. Còn con bên này nè. Để tôi kiếm thử coi. Ở bên này không. Đây, năm đang kiếm. Kiếm cái con này chứ con kia thì biết chỗ nó lại. Kêu nghe rõ lắm mà. Hai con. Nấu chỗ này dưới đó hả? Ừ. Này gió quá trời, gió cả nhà thông cảm với nhà ơi. Mà đều con nó kêu chung mấy mà. Này gió quá trời, gió bắt không được. Kêu cũng có cái lòi chứ mà. Xác định không chính xác. Có con này là nghe rõ nhất nè, nãy giờ mấy con kia nghe lơ mơ lơ mơ. Kiếm chết luôn. Con này nó không biết nó ngồi sao đây. Sợ 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 nó vừa mà. Nó sợ nó ở ngoài á. Cẩn thận á. Nó nằm ở trong đó đó. Nó ở hang thì nó chết, mà sợ nó ở ngoài á. Có ăn không?
À, nó kêu chính xác cái chỗ đó luôn đó. À, cái chừng cái áo nằm trong ống không? Lụp nằm ngoài hả? Thôi rồi hay. Quá tài. Quá đã. Khoe khoe cái khoe cái nữa đây. Nằm khơi. Nằm khơi hả? Không cẩn thận là phóng theo. Chút xíu rồi không? Trời ơi. Làm năm cũng giật mình dòm thấy từ khổ họ thoát. Chùi đại vô. Vậy làm sao chạy khỏi, không thấy thôi chứ thấy làm sao chạy khỏi. Mà biết chỗ này có gàng luôn. Biết nó nằm chính xác trong đó đó luôn mà. Hình như gọn con nằm là không không nó có ở đây là cái chừng nằm gì vậy bên đó đó ông Năm ơi. Để anh Năm kiếm coi đi. Lâu lâu bắt con mà con quá sướng. Tại mình xác định nó chính xác chỗ ở rồi. Dịch cái thấy nó nằm mà khó khó hả? Trời trời. Được con không nào kiếm con nữa ta. Nãy là tôi mơ lại nhảy rồi. Móc cái mặt. Ai này. Kiếm nó giờ chết không cái nãy thằng nào. Chú đi nhắm mưa cái chân. Ăn ngang kìa. Chèo này. Chèo này không cũng không đụng nó được. Ê, ê, nhảy, nhảy, nhảy. Dính. Dính hả? Bự lắm. Bự hả? Nhảy lên hăng hăng. Nhảy không? Trời trời ơi. Quá trời ngon hết luôn. Ừ. Quá trời ngon luôn. Ha. Quá trời, nãy giờ kiếm chết luôn. Nhảy qua lên trên hang ngách chứ không thôi nhảy tọt ngoài. Ờ, chút xíu mới nhảy, bị nhảy ra ngoài rồi. Kiếm cho bằng được. Mình tức quá đi hết ra 20 luôn. Quá trời. Bốn em. Còn được anh này ít cái, nãy giờ ít được không à? Nhảy qua cái mương kia. Ui. Thôi đi kiếm chỗ nó ăn Năm ơi. Lụm. Bốn con. Rồi kiếm chỗ đi. Bây giờ mình đi hái rau gì đây? Không coi chắc hai gà muống quá. Hai gà muống đi. Cháu gà muống, nấu cháu ăn gà muống được không? Cũng được. Mình ăn cái mình tận dụng lòng để học mình ăn mà. Không phải mình muốn gì đâu mà. Rồi được bốn con cả nhà thành quả đây. Ừ. Thành quả luôn đấy. Quá đã. Con sao bự. Bốn con có con sao bự cả nhà. Rồi anh em mình bữa nay quyết định là nấu cháo nha. Bốn con hai thằng ăn không hết nha. Kiếm cực quá ăn cho hết chứ. Rồi ra lộ đi vậy đó. Để điện rủ bạn qua nữa cho nó đi không nấu ở quan không. Rồi đi nha. Rồi cả nhà ơi, hết rồi Năm cũng mần xong rồi, mình với Năm mần rồi mình đi hái rau. Hái rau muống, ớt này đi dọc đường lụm,
Đây dĩa ếch đây. Bốn con làm được dĩa quá trời ngon luôn. Dĩa nhiều. Đó, nước tương, nước mắm, bột ngọt. Nấu cháo cái này. Bữa nay mình nấu cháo nha. Nấu cháo. Bữa nay nấu cháo ếch. Bữa. Ăn cơm hoài nó cũng ngán, giờ ăn cháo. Mình với năm mới khởi nghiệp nha cả nhà, có gì cả nhà thông cảm nha. Cả nhà cũng thông cảm đi, vì gì mới là khởi nghiệp đâu phải là mới khởi nghiệp mà cả nhà ơi. Làm có gì sơ sót thì mong cả nhà cũng thông cảm. Vô. Rồi vô đi năm ơi. Vô. Vô hết chưa? Gió quá cả nhà ơi. Gió quá nấu nồi cũng lâu chín nữa. Ồ. Quá trời ngon luôn rồi. Bỏ vô một cây. Giờ mình thấy ếch không? Không thấy. Không thấy cháo luôn. Ừ, ếch không rồi. Rồi. Núp chỗ cái bụi chuối, bụi dừa mà đây cây mà gió quá trời. Ếch không rồi. Giờ mình thấy cái nồi ếch không không thấy cháo luôn nè. Ếch không. Quá. Quá ngon. Rồi chút chín này quay tiếp với cả nhà. Rồi bây giờ thử mở tỏi cái nữa cả nhà ơi. Đây. Đúng ra theo mà ở nhà là phải xào á, xào ếch cho nó săn mới để vô, mà ở đây thôi. Ừ. Miễn cho qua đi. Quá. Cả nhà thông cảm nha, mình thắng mỡ tỏi rồi cái vàng cái mình mới cho vô cháo. Mỡ tỏi mà hạn chế là còn không có đồ đâm nữa cả nhà. Cái vàng nặng mà mình cho vô cháo cho nó thơm. Cho nó khử mùi ếch nè. Quá thơm, thơm không? Thơm phức luôn. Cái nồi cháo mình nhức nách luôn. Quá trời cái nồi cháo luôn này. Tôi cho vô rồi cái hả nha. Rồi quay luôn. Vàng. Rồi cho vô luôn. Ê. Cháy. Mình còn quên đem cái vụ đó. Quên cái nồi dẻ nha, cái nồi nhắc mà. Ừ. Ôi trời ơi. Dữ lắm mà. Tại con cái bếp thôi. Ừ. Rồi. Được không? Như vậy? Để lại làm cho. Rồi bắt lên cho nóng là mình vô rau muống nữa là mình quất ra. Rau muống mình ăn bao nhiêu là mình để bao nhiêu. À vậy hả? Để cái mở tỏi vô cái nó dòm thấy nó cái màu lên ngon thiệt ha. Đâu ông quay ra cất cho xét coi cho cả nhà mình quay ra nè. Trời ơi thịt xong nè cả nhà ơi. Bốn ngớp thịt hết biết. Ừ. À, tháng này mập phải không? Ừ. Nó sôi lên cái là lụm đó. Chuẩn bị lụm nha. Đấy, dọn ra lụm nha cả nhà. Rồi xong cả nhà ơi, bắt đầu ăn nha. Đây ai rau muống. Với ếch, năm múc ra chén trước đây. Quá à, cả nhà ơi coi nè. Mùng tơi nè. Cả nhà ơi, cháu ếch xuất sắc. Ừ. Mày quất 4 chén quá. Đó. Ăn với nước mắm ớt rồi cả nhà. Ừ. Mắm ớt. Có hai em có nhiều đây thì cũng vừa lắm rồi cả nhà. Nếu nhiều quá thì nấu hơi nhiều chút nữa. Đây có hai người. Rồi để mình lấy cái lên đây là mình ăn nha.
Gió quá sợ nó lật. Mời cả nhà dùng cháu với anh em tôi luôn cả nhà ơi. Cháu ớt. Mời cả nhà. Quá, tôi ra được. Quá ngon rồi mời. Xích chắc luôn nè. Quá ngon. Nóng chỗ này nè, hết chảy luôn. Mời cả nhà luôn nha. Này cái mồng tơi nè, cũng hết nè. Quá đã. Quá ngon. Mầm nóng màu cháo mà xích chắc thì chết. Quá nóng. Cả nhà biết không, có hai anh em đi bắt một chút thì được 4-5 con thì hai anh em nấu cháo hoặc nấu chua, nấu cơm mẻ hay là xào lăn đồ mời cả nhà mình ăn cho vui. Có hai anh em nè bắt đủ ăn rồi anh em mình nghỉ không bắt làm nhiều cả nhà. Mong cả nhà xem ủng hộ kênh cho mình nhé. Bây giờ anh em mình có tội nghiệp của nhà rồi. Ăn cháo hết. Ăn vô, vô hút chén ơi. Có hai em bé đi ngang rủ ăn cháo kìa. Đi câu hả? Vô đây ngồi ăn cháo với hai anh chú nè. Ngoài clip nha. Ngồi xuống đàng hoàng. Đũa trong vỏ không? Đũa trong vỏ lấy vỏ. Này con vô ăn luôn nè. Ăn luôn con. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi con. Ngồi xếp bằng lại ăn. Con chăm nước mắm. Con ăn luôn nè. Cái đùi đấy, miếng đùi nè. Ừ. Nóng á. Nghe chung mới nóng nè. Mới nấu luôn á. Bắt cây nấu lại. Đây cho con. Hai con đi câu à? Đây đâu? Giật cá quá trời nó nóng. Giật cá lóc luôn. Giật cá lóc luôn hả? Cá lóc giật quá. Ở đâu vậy? Giật xuống
cống nặng hả? Chỗ cống nặng hả? Đó bắt đuôi nó đó. Người thấy cái đầu nổi lên. Hết luôn rồi, vét chén luôn rồi. Trời ơi, ngon quá ngon. Rồi xong cái nhà về. Chào cả nhà các ơi. Chào cả nhà, cả nhà ơi. Rồi hết luôn cả nhà ơi, về. Anh em mình về nha. Mới quay sáng giờ. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Em bé ăn cháo quá thì ngon lên cháo dòng cái ơi. Rồi bắt cỡ những cái đó. Chiều bắt clip coi nha. Rồi cảm ơn cả nhà.